Thưa quý vị có một thông tin đáng chú ý với tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đó là nội dung đề thi sẽ nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12 và sẽ không có nội dung kiến thức đã được tinh giản do tác động bởi dịch COVID-19 trong 3 năm học vừa qua. Đây là nội dung đáng chú ý vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Theo đó thì đề thi chính thức sẽ được xây dựng dựa trên ma trận đề thi được bộ quy định và bám sát đề thi tham khảo đã được bộ công bố vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 thì đến nay ngân hàng câu hỏi thi cơ bản đã được đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và bảo mật ở tất cả các khâu. Trong đó khâu lựa chọn nhập liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi được tăng cường các biện pháp bảo mật. Năm 2021 liên quan đến sự cố đề thi sinh giống đến 80% bài tổng ôn của giáo viên công bố trước kỳ thi. Việc điều tra xác minh cho thấy là có sơ hở, không làm đúng và rõ trách nhiệm trong quy trình lựa chọn, nhập liệu khi xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và trong quá trình xây dựng đề thi chính thức.